Tập 42. Tỷ vừa nhìn thấy đôi trăm ngọc này là nghĩ ngay tới muội. Muội nhìn chúng xem. Tỷ muội ta mỗi người giữ một chiếc cho muội này. Chỉ là một chiếc khăn tay, không thể vì nó mà phán đoán muội ấy là hung thủ. Đó là người thân như tỷ muội ruột của ta. Điện hạ, chuyện gì vậy? Mau dẫn ta đi. Sắc Dân tướng quân, Bản Dương cố hết sức mình, cuối cùng cũng cứu được tính mạng của tướng quân. Lần này Sắc Dân tướng quân không còn nghi ngờ thành ý của ta nữa chứ. Công chúa, uống nước đi. Ta không uống. Công chúa, người sao vậy? Ta luôn cảm thấy có lỗi với dì Ương. Kể ra, ta cũng có trách nhiệm với cái chết của Bạch Chỉ. Nếu ta cẩn thận một chút, cho nhiều người bảo vệ họ, thì Bạch Chỉ sẽ không xảy ra chuyện. Công chúa, người đừng tự trách mình. Công chúa đã làm quá đủ cho họ rồi. Trước khi Lý Mẫn Đức đi, đã nhờ ta chăm sóc tốt cho dì Ương, rất thành tâm. Nhưng mà ta đã phụ lòng tin của Mẫn Đức. Mẫn Đức quay về nhất định sẽ không tha thứ cho ta đâu. Quá ra công chúa nhớ đến Lý Thị Vệ sao? Vì công chúa làm đối với Lý Thị Vệ đã nghĩa khí lắm rồi. Lúc trước huynh ấy mất tích, công chúa đã chăm sóc cho mẫu thân đang bị bệnh của huynh ấy. Giờ công chúa lại giúp chăm sóc cho Lý dì Ương. Lý Thị Vệ sao không biết cảm tạ vậy? Ít nhất huynh ấy cũng đến thăm công chúa một chút chứ. Đúng vậy. Nếu còn nói linh tinh, ta sẽ cho người đến cán y phục giặt đồ cho Lý Dị Ương. Đừng, nô tỳ không dám nói linh tinh đâu. Đã nửa năm rồi, Lý Mẫn Đức, sao ngươi vẫn chưa về? Lý Mẫn Đức, rốt cuộc người ở đâu? Sao có nhiều người vậy? Họ làm gì ở đây vậy? Sứ đoàn Nhu Thiện trông như thế đấy. Người ở phía trên họ là ai? Nhìn họ kìa, nhìn y phục của họ kìa. Phải đó. Ừ, chắc Nhu Nhiên bị ta đánh cho sợ rồi. Phải đó. Nhiều người vậy sao? Chắc họ sợ rồi. Phải, nhìn họ kìa. Nhìn trang phục của họ kìa. Phải, ta chưa từng thấy trang phục lạ thế. Nhúc nhích, nhúc nhích. Yên nào, nhúc nhích. Lấy đâu ra Lý đó? Người đâu? Bắt lại cho ta. Rõ. Qua đây, gì vậy? Bỏ nó ra. Chuyện gì vậy? Làm gì vậy? Giả nó cho ta. Khoan đã, tại sao đánh trẻ con chứ? Tránh ra. Tiểu muội muội không sao chứ? Đừng sợ. Trẻ con không hiểu chuyện, Tiêu thống lĩnh đừng chấp. Trẻ nhỏ mà bất kính với Nhu Nhiên chúng ta, đủ thấy đại ngụy không coi chúng ta ra gì. Hôm nay thuộc hạ nhất định phải cho họ một bài học, để họ biết bất kính với Nhu Nhiên sẽ có hậu quả thế nào. Chúng ta tới đại ngụy làm chính sự, đừng để ý tới những chuyện nhỏ nhặt. Để đứa trẻ đi.
Mẹ, đa tạ hoàng tử. Đúng là người tốt, phải đó. Đúng vậy, phải đấy. Dù nhiên cũng có người tốt, đúng vậy, đâu phải ai cũng xấu đâu. Ngụy Thái Cực Diện. Tham kiến bệ hạ. Sứ thần miễn lễ. Sứ thần đến bản quốc, không biết có việc gì. Bệ hạ gian thao võ lược, phụ hãn ngưỡng mộ đã từ lâu, muốn hai bên hòa hảo. Hôm nay người sai sứ thần và thần muội An Lạc công chúa đi sứ, nguyện cùng quý quốc kết duyên tần tấn. Chúng ta cũng mong cùng quý quốc ký hiệp nghị thông thương. Dùng một vị công chúa để trao đổi hiệp nghị thông thương sao? Quý chủ suy tính có lợi đấy. Đúng vậy. Nhu nhiên dựa vào cái gì mà ký hiệp nghị thông thương với Đại Ngụy? Đúng vậy. Người An Lạc, hãy về đi. Đại Ngụy không thể. Không được, Nhu nhiên chỉ là một lũ mang di. Bệ hạ, Đại Ngụy và Nhu nhiên là nước lân bang. Bao năm nay chiến tranh liên miên, ai cũng tổn thất. Sau khi Đại Ngụy gặp thiên tai, lại có đại chiến, ta nghĩ cần phải nghỉ ngơi. Hai bên hòa hợp, kết thân sẽ bớt nghi kỵ, cùng hưởng thái bình. Đây là chuyện rất tốt với cả hai nước. Ngươi chính là Nguyên Liệt Dương Tử. Nguyên Liệt bái kiến bệ hạ. Lý Tiêu Nhiên, có thần. Khanh quen Nguyên Liệt Dương Tử này chứ? Bệ hạ, đó là trước khi Nhu Nhiên Dương phái sứ thần đi, đã gửi một bức thư nói rõ Dưỡng Tử tam phòng của Lý Phủ chính là Dương Tử thất lạc nhiều năm của Dương Khả Hãn, Thổ Hạ Chân. Lý Thượng Thư, Lý gia trước nhận nuôi Dương Tử của Nhu Nhiên, sau nhận Bắc Lương công chúa làm con. Chẳng nên phán xử khanh sao đây? Bệ hạ thứ tội, thần thật sự không biết. Thần cũng bị người ta che mắt, xin bệ hạ minh xét. Bệ hạ minh xét, chuyện này thật sự không liên quan gì đến Lý gia. Lý gia thật sự không biết gì về thân thế của thần. Suốt mười mấy năm qua, thần nhận công ơn nuôi dưỡng của Lý gia, vô cùng cảm kích. Thần tuyệt đối không làm chuyện tổn hại đến Lý gia và Đại Ngụy. Cho nên thần xin bệ hạ khai ân tha cho Lý gia. Ngươi đúng là người có ơn biết trả. Không hổ là nam nhi được nuôi nấng ở Đại Ngụy. Được, trẫm sẽ nể mặt Nguyên Liệt Dương Tử. Lý Tiêu Nhiên, trẫm sẽ xử nhẹ lần này, phạt bổng lộc một năm. Tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ, Nhu Nhiên thần đưa An Lạc công chúa tới đây hòa thân, đủ thấy được thành ý muốn kết giao với Đại Ngụy. Có phải Đại Ngụy cũng nên đáp lại hay không chứ? Lời này của sứ thần là ý gì? Thần khẩn xin bệ hạ gả công chúa của Đại Ngụy cho Khả Hãn của Nhu Nhiên. Hai nước kết thành nhân duyên hòa hảo, mãi không phản bội. Ngươi nói gì? Hỗn sược, điều này dù nhiên quá đáng rồi. Ăn nói ngông cuồng. Bệ hạ và Lưu Tống chinh chiến nhiều năm ở phía nam, thần tin bệ hạ không muốn phương Bắc lại có thêm chiến tranh. Nếu bệ hạ có thể gả công chúa Đại Ngụy cho Nhu Nhiên, có thể đổi lại hai nước mãi mãi thái bình. Mong bệ hạ ân chuẩn. Hắn đang ép bệ hạ, đúng là hỗn sược. Quá đáng mà. Nguyên Liệt Dương Tử và An Lạc công chúa đi đường vất vả rồi, hãy tạm nghỉ ngơi đi. Còn chuyện thông thương và hòa thân, chúng ta sẽ bàn sau. Vâng, bệ hạ. Ngươi chưa được sự đồng ý của ta đã tự ý xin lấy công chúa Đại Ngụy. Ai cho ngươi to gan thế? Thuộc hạ là sứ giả Nhu Nhiên, đương nhiên thuộc hạ phải mưu cầu lợi ích cho Nhu Nhiên. Làm vậy hợp tình hợp lý. Chuyện lớn như vậy mà ngươi không bàn bạc với ta sao? Trong mắt ngươi còn có Dương Tử ta không? Thuộc hạ biết rõ Dương Tử với Đại Ngụy tình nghĩa sâu đậm, sợ Dương Tử sẽ thấy ái ngại, cho nên thuộc hạ tự mình quyết định. Xin Dương Tử lượng thứ. Ngươi có điều, thuộc hạ làm vậy đều là vì Nhu Nhiên.
Đại Ngụy không hề bị thiệt, họ chỉ cần gả công chúa cho Nhu Nhiên là giữ được Thái Bình biên cương phía Bắc. Ngươi có thể đòi trâu đòi cừu hay đòi châu báu, sao nhất định phải đòi công chúa của họ chứ? Nhu Nhiên ta cũng gả công chúa cho họ, tại sao Đại Ngụy không thể gả công chúa cho chúng ta? Dương Tử, người sao vậy? Lẽ nào người quyến luyến công chúa đó sao? Bệ hạ, nguyên liệt Dương Tử nói rất có lý. Thông thường với Nhu Nhiên đúng là có thể giúp cho Đại Ngụy tỉnh dưỡng, khôi phục nguyên khí. Bệ hạ, Nhu Nhiên nhiều lần xâm phạm triều ta, đốt, giết, cướp bóc, gây nhiều tội ác. Họ lại tiến cống Lưu Tống, cũng có ý cùng Lưu Tống chống lại Đại Ngụy ta. Không thể dễ dàng tin Nhu Nhiên được. Nếu thực sự cho cơ hội thông thương với chúng, nhất định sẽ tạo nên đại họa cho triều ta. Thần lại nghĩ khác. Nhu Nhiên nằm ở phía Bắc, kiếm sống bằng chăn nuôi. Cứ đến mùa đông, cỏ cây khô héo, dân chúng thật sự không đủ ăn. Đó cũng là lý do Nhu Nhiên nhiều lần xâm phạm chúng ta. Nếu có thể thông thương với Nhu Nhiên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của họ, thì sẽ có lợi cho sự ổn định biên cương. Còn về chuyện Nam An Dương lo lắng, chỉ cần chúng ta nắm lấy quyền chủ động thì sẽ không sao. Tốt. Chuyện thông thương sẽ do Cao Dương Dương toàn quyền quyết định. Dạ. Còn chuyện hòa thân, các khanh nghĩ thế nào? Người có điều kiện liên hôn hiện giờ chỉ có Cửu công chúa. Cốt nhục tình thâm, con nghĩ phụ hoàng cũng có chỗ khó xử. Nhưng mà triều đình các đời vì muốn bình định biên giới đều xem hòa thân là một thượng sách, mong phụ hoàng suy xét. Hòa thân đâu có phải thượng sách, đây rõ ràng là kế sách tệ nhất. Nếu ký hiệp nghị thông thương thì tự khắc sẽ tăng lòng tin giữa hai bên, không cần phải hy sinh hạnh phúc của Cửu của cô. Tuấn Nhi kiên quyết phản đối hòa thân. Đương nhiên ta cũng không nỡ gả Cửu muội, nhưng nếu không đồng ý hòa thân, sợ rằng phương Bắc sẽ có chiến sự. Đến lúc đó Lưu Tống phía Nam, Nhu Nhiên phía Bắc, chúng ta bị kẹt ở giữa, Đại Ngụy sẽ gặp nguy. Được rồi, đừng nói nữa, trẫm tự có quyết định. Hoàng thượng giá đáo. Bái kiến phụ hoàng. Bái kiến bệ hạ. Mau đứng lên đi. Phụ hoàng, sao hôm nay người rảnh rỗi đến chỗ của địch nhi vậy? Lâu ngày không gặp địch nhi của trẫm, nên hôm nay trẫm muốn trò chuyện cùng con. Dạ. Tống Ái. Dạ. Bệ hạ, các ngươi lui đi. Dạ. Địch Nhi, con xem đây là cái gì? Con thỏ đẹp quá, con thích không? Dạ thích. Đây là cống phẩm của Dương Tử nước Nhu Nhiên, giờ trẫm tặng cho con. Dương Tử nước Nhu Nhiên sao? Dương Tử nào của Nhu Nhiên vậy? Chính là Nguyên Liệt Dương Tử, Lý Mẫn Đức của Lý Thượng Thư. Thì ra đó chính là đứa con thất lạc của Khả Hãn nước Nhu Nhiên. Lý Mẫn Đức sao? Huynh ấy quay về rồi. Tốt quá rồi. Lần này Dương Tử tới để yêu cầu trẫm ký hiệp nghị thông thương. Dương Tử còn muốn cầu thân công chúa của trẫm gả đến Nhu Nhiên. Huynh ấy cầu thân với phụ hoàng sao? Huynh ấy cầu thân thật à? Phụ hoàng đã đồng ý chưa? Địch Nhi, vì sự hòa bình của Nhu Nhiên và Đại Ngụy, trẫm mong con sẽ đồng ý hòa thân. Con đồng ý, con đồng ý. Địch Nhi, con... Địch Nhi, Nhu Nhiên là đất khách quê người, xứ lạnh khổ cực, con bằng lòng gả đến đó sao? Tốt. Tốt quá rồi. Không hổ là huyết mạch gia tộc Thác Bạc. Giờ trẫm sẽ hạ chiếu đồng ý hòa thân, gả con cho Khả Hãn của Nhu Nhiên, Thổ Hạ Chân. Khả Hãn của Nhu Nhiên không phải là Lý Mẫn Đức sao? Lý Mẫn Đức là sứ giả, người muốn lấy con là phụ hãn của hắn. Cái gì? Lý Mẫn Đức muốn con gả cho phụ hãn của huynh ấy sao?
Sao vậy? Con không lấy. Địch Nhi, con không gả cho Khả Hãn đâu. Vừa già vừa xấu, con không muốn gả cho ông ta. Địch Nhi, thôi đi, con vừa hứa với Trẫm xong. Nhưng vừa rồi người không nói là gả con cho một ông già. Phụ hoàng, con là địch nhi của người mà. Sao người nỡ gả con cho một người sắp chết chứ? Hòa thân có lợi lớn cho đại cuộc. Con cái của hoàng thất luôn lấy thiên hạ làm trọng. Thiên hạ gì chứ? Con mặc kệ thiên hạ. Con không gả. Con không phải đồ chơi. Mà phụ hoàng muốn tặng ai thì tặng. Địch nhi, Cảm đã quyết định rồi. Gả đi hay không, không do con quyết định. Công chúa, có chuyện gì vậy? Gọi Lý Mẫn Đức đến đây cho ta. Dân. Nhu Nhiên đến đây, nghe nói dương tử của Nhu Nhiên vô cùng tuấn tú. Nghe nói dương tử của Nhu Nhiên chính là dưỡng tử của nhà Lý Thượng Thư. Thật sao? Các cô nói gì vậy? Bọn ta nói về dương tử Nhu Nhiên. Cái gì? Dương tử nào của Nhu Nhiên vậy? Liên quan gì tới nhị đệ nhà ta? Dị Ương, Mẫn Đức, lúc đó phụ hãn đang bệnh nặng, tình hình chưa rõ, tỷ lại gặp biến cố, đệ sợ tỷ lo lắng nên mới không nói cho tỷ biết thân thế của đệ. Đệ chỉ để lại một bức thư, không từ mà biệt. Tỷ không trách đệ chứ? Có thể thấy đệ bình an, tỷ đã mãn nguyện lắm rồi. Sao trách đệ chứ? Có điều phụ hãn của đệ không sao chứ? Nói ra lạ lắm, không biết có phải lại gặp đệ người vui quá không. Sau đó người dần khỏe lại. Nói vậy cũng phải, thật không ngờ đệ còn có thân phận này. Thế nào, gặp lại cha mẹ ruột, có phải đệ vui lắm không? Lòng đệ rối bời, vừa mong đệ là Lý Mẫn Đức, vừa không mong là Lý Mẫn Đức. Sao vậy? Có phải đột nhiên trở thành dương tử Nhu Nhiên còn chưa quen không? Có điều, cho dù đệ là ai, đệ vẫn là đệ đệ của tỷ. Đệ vẫn là một người tuấn tú dịu dàng. Tuấn tú dịu dàng gì chứ? Đệ không phải nữ nhi. Đau quá, đệ xem đệ đi. Tại sao tới giờ vẫn không biết lớn bé? Đệ làm tỷ đau sao? Đệ xem nào. Được rồi, không sao, đùa đệ thôi. Dị Ương, đệ biết hết chuyện gần đây rồi. Đệ xin lỗi, lúc tỷ gặp khó khăn nhất, đệ không có ở bên cạnh. Có điều, tất cả đã qua rồi. Phải rồi, để chúc mừng chúng ta trùng phùng, để có chuẩn bị cho tỷ một món quà. Quà sao? Ra đây đi. Tiểu thư, Quân Đào, cô vẫn còn sống sao? Tiểu thư, để người ta thấy một cung nữ ôm một thái giám sẽ không hay đâu. Đúng là tốt quá rồi, cô thực sự còn sống. Nếu Bạch Chỉ biết, nhất định nàng ấy sẽ không muốn thấy tiểu thư buồn vì mình. Phải rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao hai người gặp được nhau? Sau khi bị thương rơi xuống nước, ta bị trôi đến Nhu Nhiên, được một thương nhân lưu tống cứu. Sau đó gặp được Dương Tử. Lần này Dương Tử đã đưa ta theo về. Bái kiến nguyên liệt Dương Tử. Công chúa hẹn Dương Tử đến bãi tập gặp mặt. Được, ta biết rồi. Ngươi về báo với công chúa, ta sẽ tới ngay. Dân. Sao vậy? Là đệ không tốt. Tiêu thống lĩnh cầu thân với thánh thượng, gả công chúa cho phụ hãn của đệ. Sao lại vậy chứ? Không phải thánh thượng luôn yêu thương của công chúa sao? Điều tại tiêu thống lĩnh đó uy hiếp thánh thượng giữ biên cương yên ổn. Sau khi cân nhắc, thánh thượng đành phải hy sinh công chúa. Vậy đệ nhẫn tâm để của công chúa gả cho phụ hãn của mình thật sao? Chuyện này thì tỷ không cần phải lo, cứ để đệ giải quyết. Đệ phải đi trước đã. Quân Đào ở đây sẽ gặp nguy hiểm, cứ để nàng ấy đi theo đệ. Lần sau gặp mặt rồi nói. Tiểu thư bảo trọng. Cô cũng phải bảo trọng đấy. Nếu hoàng thượng biết cô vẫn còn sống thì sẽ nguy hiểm. Người có chuyện gì cứ nhờ Dương Tử tìm ta. Được. Dị Ương, vài ngày nữa đệ sẽ đi thăm lão phu nhân. Cùng đi nhé. Ừ, đi thôi.
phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Công chúa, đứng lại. Ta bảo ngươi đứng lại. Ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi. Ta có lỗi với công chúa. Công chúa muốn giết, ta quyết không tránh. Lý Mẫn Đức, uổng công ta ngày đêm chờ đợi. Ngươi vừa quay về thì lại muốn gả ta cho phụ hãn của ngươi. Lý Mẫn Đức, ta nhìn nhầm ngươi rồi. Ta chưa từng nghĩ muốn gả người cho Nhu Nhiên. Xin cho ta chút thời gian, ta sẽ nghĩ cách. Ngươi đừng lừa ta nữa. Ta đã nhìn rõ ngươi rồi. Ta thề với trời, ta quyết không để công chúa đi hòa thân. Dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi? Nếu không thể ngăn cản việc công chúa đi hòa thân, ta sẽ không được chết yên. Đại nhân, Dương Tử tìm ta đến đây có việc gì? Là thế này, Quý Ban giao hảo với Nhu Nhiên, sau này còn nhiều việc cần phải làm phiền đại nhân, mong đại nhân giúp đỡ. Chỉ sợ ta thấp bé cổ họng, không giúp được gì cho Dương Tử. Dương Tử, đây là ý gì? Thật không dám giấu, ta có chuyện khẩn cầu, mong đại nhân đừng từ chối. Hoàng thượng đã chọn thượng cốc công chúa hòa thân với Nhu Nhiên. Chỉ là phụ hãn ta lại thích những cô nương dịu dàng, hiền thục, hiểu ý người. Công chúa còn trẻ, chưa hiểu sự đời, e là không thích hợp với phụ hãn của ta. Điều đáng lo nhất là sẽ ảnh hưởng đến sự giao hảo của hai bên. Cho nên ta mong đại nhân nói giúp Nguyên Liệt vài lời trước mặt thánh thượng. Cái này ngài cũng không mong nàng ấy bị gả đi, đúng không? Nếu có thể bảo vệ công chúa, đại nhân cũng là dốc lòng vì thánh thượng rồi. Ngài thấy có đúng không? Nói cũng phải. Nếu vậy, ta xin đa tạ Dương Tử. Còn chuyện này có thành hay không, còn phải xem số phận của công chúa. Vân vân. Làm phiền đại nhân. Thường Như, không phải con nói sẽ trở thành Dương Phi của Nam An Dương sao? Sao ta lại nghe nói ngày ấy sẽ lấy công chúa Nhu Nhiên nào đó? Vốn dĩ con đã nắm chắc vị trí Dương Phi này, nhưng không ngờ lại xuất hiện công chúa liên hôn. Trong các hoàng tử, chỉ có Nam An Dương chưa lập thê thiếp. Đây là ý chỉ của thánh thượng. Nam An Dương cũng không thể làm gì. Vậy con thế nào? Con chỉ là thứ phi thôi sao? Thường Như, chuyện sau này chẳng ai nói chắc được. Ngộ nhỡ Nam An Dương không thể đăng cơ thì con chỉ là tiểu thiếp. Hơn nữa đối phương lại là công chúa, những ngày tháng tương lai của con sẽ khó sống đấy. Con nhất định phải nghĩ cho kỹ. Phu nhân, tiểu thư, Nguyên Liệt Dương Tử và Lý Dị Ương đến rồi. Lão phu nhân mời hai người qua đó. Đúng là sự đời khó lường. Một đứa con nuôi chẳng là gì, bỗng chốc trở thành Dương Tử Nhu Nhiên. Dù có ghê gớm đến mấy, cũng chỉ là người Nhu Nhiên. Ở Đại Ngụy, hắn chẳng là gì cả. Hơn nữa, sớm muộn gì hắn cũng phải về. Đi thôi, chúng ta đi xem. Ta muốn xem Dương Tử Nhu Nhiên này có gì ghê gớm. Con xin thỉnh an tổ mẫu. Mau đứng lên, mau đứng lên. Tạ ơn tổ mẫu. Mẫn Đức, giờ con là Dương Tử rồi, sao ta dám nhận lễ của con chứ?
Hôm nay hai con cùng về thăm là ta đã vui lắm rồi. Mẫn Đức có được ngày hôm nay là nhờ công dưỡng dục của tổ mẫu và mẫu thân. Con sẽ không bao giờ quên ân tình này. Giờ nhị ca là dương tử rồi, ra tay đúng là khác hẳn. Tổ mẫu, sao con không thấy đại bá phụ vậy? Đại bá phụ tự nhiên bị cắt bổng lộc, người muốn gặp huynh mới lạ đấy. Thường Hỷ, đừng nói linh tinh. Con Mẫn Đức, con đừng để ý những lời Thường Hỷ nói. Chốn quan trường, thăng quan giáng chức đều rất bình thường thôi. Huống hồ bá phụ con chỉ bị phạt bổng lộc, thế vẫn còn tốt. Dị Ương, qua đây qua đây, để tổ mẫu xem con thế nào nào. Mau qua đây. Tổ mẫu, con gầy đi rồi. Cuộc sống trong cung có vất vả lắm không? Tổ mẫu không cần lo, Dị Ương rất ổn mà. Tổ mẫu và mẫu thân nhất định phải giữ gìn sức khỏe, con mới yên tâm. Con hãy yên tâm đi, ta và tổ mẫu của con vẫn khỏe, chỉ là không gặp được con nên thấy nhớ thôi. Mới sáng sớm đã nghe chim hỷ tước kêu ríu rít, ta biết ngay là có chuyện vui. Con xem, ta nói có đúng không? Đây là Mẫn Đức thật sao? Con xem bộ y phục này, thành dương tử nhu nhiên đúng là có khác. Con vẫn ít nói như vậy. Nhị tỷ, nhị tỷ, tỷ về rồi. Lần này tỷ phải ở nhà vài hôm đấy. Như vậy sao được? Lần này nếu không phải đi với Mẫn Đức thì e là không có cơ hội để về rồi. Tiếc thật đấy. Tổ mẫu, Mẫn Đức có một thỉnh cầu. Mẫn Đức muốn thắp hương cho mẫu thân. Được, được, nên như vậy, nên như vậy. Dị Ương, con cũng cùng đi đi. Tạ ơn tổ mẫu. Bài vị Chu thị Thái phu nhân. Mẫu thân, Mẫn Đức về rồi. Dù con về với thân phận gì, trong lòng con, người mãi mãi là mẫu thân của con. Tam thẩm, nhị đệ về rồi. Giờ đệ ấy vừa chững chạc, vừa có tiền đồ. Hơn nữa, mọi việc của đệ ấy đều rất tốt. Tam thẩm có thể yên tâm rồi. Giờ nhị đệ áo gấm về quê, tam thẩm ở trên trời, có linh thiêng sẽ rất vui. Đệ nguyện đổi thân phận dương tử này của mình, lấy trường thọ bình an cho mẫu thân. Chỉ tiếc là con muốn làm nhưng mẫu thân không đợi. Có lẽ đây là điều bất lực nhất trong đời người. Phải rồi, đệ thực sự nhẫn tâm để cửu công chúa làm mẫu phi của mình sao? Đệ quyết không đồng ý chuyện này. Đệ phải nghĩ cách ngăn chặn chuyện này. Nhưng hoàng thượng đã đồng ý hòa thân rồi, đệ có cách gì chứ? Yên tâm, đệ tự có cách. Phải rồi, đệ muốn hỏi tỷ, tại sao Thác Bạc Tuấn lại lấy Lý Thường Lạc? Đệ vốn tưởng ngày ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho tỷ, ai ngờ lại là kẻ làm tỷ tổn thương nhất. Bên trong có rất nhiều nguyên nhân phức tạp, không thể trách ngày ấy. Chuyện tới nước này, tỷ còn nói thay cho ngày ấy. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Phải rồi Mẫn Đức, tỷ còn có việc cần nhờ đệ giúp. Chuyện gì vậy? Liên quan tới Thường Như. Thường Như sao? Dịch quán. Dương tử về rồi. Ừ. Có chuyện gì sao? Dương tử đến Thượng Thư Phủ sao?
Phải. Vậy thì sao? Dương Tử đã đến nơi cần đến, gặp người cần gặp. Bước tiếp theo, người nên lên kế hoạch cho nhiệm vụ mà Khả Hãn giao. Dương Tử, người đừng quên định hẹn với Khả Hãn đấy. Ta tự có chừng mực. Thuộc hạ chỉ nhắc nhở Dương Tử một câu. Không còn sớm nữa. Dương Tử, nghỉ ngơi sớm đi. Thuộc hạ cáo lui. Hôm nay trẫm mở tiệc chào đón các vị sứ giả. Mời các vị cứ tự nhiên, nói gì cũng được, không cần câu nệ. Tạ ơn bệ hạ. An Lạc công chúa, bản cung đã bảo Cán Y Cục chuẩn bị mấy bộ y phục mới tặng cho An Lạc công chúa. Mời An Lạc công chúa chọn lấy vài bộ. Nhận lấy đi. Hôm nay bản cung đặc biệt mời các quý nữ ở Bình Thành và công chúa Đại Ngụy đến chung vui. Mong rằng sẽ khiến cho An Lạc công chúa thấy vui. Dì Ương, đừng đi, ở lại với ta. Bệ hạ và nương nương đã nói vậy rồi, An Lạc xin thất lễ. Nam An Dương Điện Hạ là người sẽ hòa thân lần này, không biết Điện Hạ sẽ nghĩ gì về chuyện này. Hòa thân sẽ giúp cho hai nước giao hảo, bách tính Đại Ngụy và Nhu Nhiên sẽ được cùng hưởng thái bình, yên tâm dưỡng sức. Bản Dương có thể dốc sức vì Đại Ngụy và Nhu Nhiên, quả là vinh hạnh. Nam tử quả nhiên có lợi đôi đường, nhưng nữ tử thì sao? Gả đến phương xa không thân không thích, phải chịu ấm ức, ai sẽ nghĩ cho? Có muôn nghìn cách hai nước giao hảo, tại sao cứ phải đem nữ tử ra trao đổi? Cái sách hòa thân có từ đời Hán, còn có câu chuyện chiêu quân tái xuất. Sao An Lạc công chúa có thể gọi là trao đổi? Từ xưa hòa thân đều đem lại thái bình, vô cùng hữu hiệu. Triều ta dùng cái sách hòa thân cũng là lẽ hiển nhiên. Nhà Hán hòa thân hung nô, hung nô mấy lần phản nghịch, trở mặt vô thường. Nam An Dương thật sự nghĩ rằng hòa thân là cái sách hữu hiệu sao? Xem ra An Lạc công chúa này không dễ đối phó đâu. An Lạc, không được hỗn xược. Thần quản giáo không tốt, mong bệ hạ thứ tội. Trẫm đã nói từ trước, mọi người có thể nói chuyện thoải mái. Nam An Dương Điện Hạ, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của An Lạc. Có gì mà trả lời chứ? Các người đến để hòa thân, đâu phải chúng ta. Cô là ai? Bản công chúa là Thác Bạc Địch, Thượng Cốc công chúa. Thì ra cô chính là Thác Bạc Địch, người sắp hòa thân với Phụ Hãn. An Lạc, vậy thì sao? An Lạc nghe nói Ngụy Quốc thống trị, người tiên tri và người Hán hòa nhập, học hỏi được nhiều văn hóa Trung Nguyên. Vì công chúa Đại Ngụy này nhất định là bậc tinh thông văn hóa Trung Nguyên rồi. Đương nhiên, từ nhỏ con cháu hoàng thất chúng ta đã đọc sách thánh hiền rồi. Công chúa đã nói vậy, An Lạc có vài câu muốn thỉnh giáo, không biết công chúa có sẵn lòng không? An Lạc, đừng quá đáng quá. Bệ hạ khoan hồng độ lượng, chắc sẽ không chấp nhặt đâu. Địch Nhi, con chơi trò chơi cùng An Lạc công chúa đi. Được, bản công chúa sẽ chỉ cho. Cổ ngữ nói, phong mãn ngu bất tương cập. Xin hỏi công chúa Điện Hạ, giải thích câu này như thế nào? Câu này có gì khó? Phong mãn ngu bất tương cập nghĩa là chỉ hai sự việc không liên quan, cũng như nước Sở và nước Tề thời cổ đại. Hai vùng đất cách nhau rất xa, cho dù ngựa bò có đi lạc cũng không đi đến biên cương của đối phương. Chính xác. Đại Ngụy và Nhu Nhiên cũng vậy đấy. Tại sao phải xa xôi ngàn dặm chạy đến đây hòa thân chứ? An Lạc công chúa nói vậy là không đúng. Tuy Đại Ngụy và Nhu Nhiên xa xôi ngàn dặm, nhưng hòa thân xong thì thành bằng hữu. Bằng hữu sao? Nói đến bằng hữu, An Lạc lại muốn thỉnh giáo công chúa. Hai từ bằng và hữu có gì khác nhau? Bằng hữu sao? Có gì khác nhau? Mong công chúa
giải thích giúp An Lạc. Đến điều này mà cũng không biết, bản công chúa dạy cho. Chu Lễ có nói, cùng thầy là bằng, cùng chí là hữu, cùng nam tử học với nhau có thể xưng là bằng, còn người cùng chí hướng thì gọi là hữu. Được, vậy ta còn câu hỏi nữa. Đợi đã, có qua thì phải có lại. Tại sao toàn là cô thỉnh giáo? Ta cũng muốn thỉnh giáo An Lạc công chúa. An Lạc công chúa, nghe cho kỹ, đừng làm mất mặt người Nhu Nhiên. Bản công chúa cũng không muốn làm khó cô. Hỏi một câu đơn giản thôi. Thường nói ý kiến bất đồng gọi là ý kiến tương tả. Nhưng tại sao lại là tương tả mà không phải là tương hữu? Công chúa của chúng ta hơn rồi. Phải đó, đúng vậy. Mức độ gây khó dễ của câu nói này đúng là không hề nhún nhường An Lạc công chúa. Sao không nói gì thế? Vừa rồi nói giỏi lắm mà. Câu đầu tiên đã không trả lời được rồi. Dạy cho công chúa một bài học rồi. Địch Nhi, mau nói đáp án đi. Bẩm phụ hoàng, bình thường mà nói, tay phải của chúng ta linh hoạt hơn tay trái. Tay phải cho người ta cảm giác vô cùng hữu dụng, còn tay trái lại cho người ta cảm giác vụng về và ngược lại. Từ đó cứ nói đến vấn đề có quan điểm khác nhau thì có cách nói ý kiến tương tả này. An Lạc công chúa, cô đã hiểu chưa? Cô đừng đắc ý, những câu nói đó là do cung nữ bên cạnh dạy cô. An Lạc, thần thay An Lạc xin chịu tội với bệ hạ. Được rồi, chỉ là một trò chơi, việc gì phải nghiêm túc như vậy? Tạ ơn bệ hạ. Người đâu? Ban rượu. Huynh, tính tình An Lạc công chúa vô cùng ngang ngược. Thần thiếp lo nếu sống ở trong cung sẽ gây ra chuyện gì đó. Nếu Dương Thất Nhu Nhiên có nhân duyên với Lý gia, chẳng đặt chuẩn cao Dương Dương Phi và Lý Thường Như tự do vào trong cung bầu bạn với An Lạc công chúa. Dạ. Dị ương, đa tạ. Dị ương, may mà hôm nay có cô, nếu không thì ta mất mặt rồi. Công chúa giúp ta nhiều như vậy, chuyện nhỏ nhặt này có đáng là gì? Dị ương, vừa rồi đúng là vui thỏa lòng người của muội. Muội phải lo cảm tạ dị ương đấy. Đương nhiên rồi, huynh đó gặp phải một công chúa ngang ngược như vậy, huynh phải nghĩ cách hạ uy phong của nàng ta xuống. Nếu không, sau này huynh còn chịu khổ nhiều. Không phải muội cũng thế sao? Dương thất nhu nhiên phức tạp, muội gả đến đó phải luôn luôn cẩn trọng. Muội không nói với hai người nữa, muội đi trước đây. Chuyện này không có cách gì thay đổi sao? Với tính cách của cũ công chúa, nếu gả đến đó nhất định sẽ phải chịu khổ rồi. Dương tôn quý tộc, vinh hoa phú quý, đương nhiên có cái giá của nó. Ngay từ đầu đã là một sự trao đổi, không có ai có thể chống lại, kể cả ta. Ngài cũng không muốn lấy An Lạc công chúa sao? Có nam tử nào không muốn ở bên người mình yêu? Ta sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Giờ chỉ là một kế quản binh. Điện hạ lấy An Lạc công chúa, nhất định phải tốt với nàng ấy. Với nữ nhi, hôn nhân liên quan đến hạnh phúc cả đời. Còn hạnh phúc của ta thì sao? Dị ương, ta, người ta thích là cô. Điện hạ, một ngày nào đó ta sẽ lấy cô làm Dương Phi của ta. Dị ương vô cùng cảm kích Điện Hạ nhiều lần giúp đỡ, nhưng Dị ương chưa từng nghĩ đến chuyện gả cho Điện Hạ. Bắt đầu từ hôm nay, tốt nhất cô nên suy nghĩ. Cái đời này cô chỉ có thể trở thành người của ta. Nam nhân cô thích chỉ có thể là ta. Nếu cô có suy nghĩ khác thì
sớm bỏ đi.